4 cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo 4 bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. 4 cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối. Tuy đây là bài thuốc phối từ 2 loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài, lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt, xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ. Dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem sao thơm còn 20-30g. Đem rễ đã sao thơm sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buôn, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng. Pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đường liu riu đến khi thấy mễ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7m, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cột sống lưng từ cây nhàu. Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhàu thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng, uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Sắc 200g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu. Mỗi lần lấy 20-30ml nước uống, một ngày uống 2-3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20g, cam thảo dây 6g đem sắc uống. Chia thuốc uống làm 2-3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Được người ta mách, thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp. Vừa đơn giản, lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh. Đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C, nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ, em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đọt cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn. Đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy,
Mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng, theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thay vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Vỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát, dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau, cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và kháng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ. Mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhức là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh. Chanh vốn là một loại quả tự nhiên, có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da, bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh.
Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vậy cho ra bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá đầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nét văn hóa truyền thống mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá đầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá đầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá đầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá đầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá đầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá đầu không để nhai hoặc uống nước lá đầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá đầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu. Đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá đầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá đầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá đầu không. Lá đầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá đầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá đầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh, loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày, từ đó giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá đầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá đầu không chữa táo bón. Dùng lá đầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao, áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá đầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Cách dùng lá đầu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá đầu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá đầu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
5 năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã, quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc, dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp, thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhắc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bông nêm. Lá bông nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bông nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hạn nước uống: lấy lá bông, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tăm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu: lấy lá bông nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài ngoài việc dùng để ướp trà tạo mùi thơm thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài,
bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2 gam tầm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen, phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen, hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần sao vàng để hạ bớt dự tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5 gram, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi, bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lở loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ở chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng, hạt ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả, có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ 1 kg ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả
thì sau 2 tháng có thể sử dụng. Lợi quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu, uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giật mình về những nguy hại khó lường của bánh trung thu. Bánh trung thu luôn là thứ quà không thể cưỡng đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, chính những thành phần trong bánh lại là mối lo ngại đối với nhiều người. Ăn một chiếc bánh trung thu bằng 3 bát cơm. Ghi nhận từ VTV, lại một mùa trung thu đã tới. Những chiếc bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng tinh, thơm nước mùi hoa bưởi luôn mang lại sự thích thú cho những người thưởng thức. Nhưng nếu ăn bánh trung thu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Phần lớn chất béo trong bánh trung thu từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Nhân bánh trung thu thường có hương vị đặc trưng, có mỡ nên có độ béo ngậy và vị rất ngọt. Do đó, bánh cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng từ đường và chất béo. Vậy nên, đối với những người đang mắc bệnh béo phì hay tiểu đường thì sử dụng nhiều bánh trung thu sẽ gây hại đến sức khỏe. Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết rằng vỏ và nhân bánh trung thu chứa rất nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh thập cẩm loại 176g, 2 trứng, cung cấp 600-800 calo. Loại 4 trứng cung cấp gần 1.000 calo. Trong đó, lượng glucid và bột luôn chiếm trên 80%. Theo bà Lâm, lượng calo này tương đương với một bữa ăn chính, từ 600-800 calo, khoảng bằng 3 bát cơm hoặc bằng 1,5 lần bát phở bò. Dễ gây ngộ độc nếu bảo quản không tốt. Cũng theo VTV, phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật nên nếu bảo quản không tốt, chúng sẽ bị hỏng gây ra ngộ độc. Ngoài ra, nhiều loại bánh trung thu hiện nay thường có nhân là trứng muối, với hàm lượng cholesterol cực kỳ cao. Nếu những người bị tiểu đường, tiêu thụ nhiều sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thực phẩm bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, nhiễm hóa chất độc hại. Nếu không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Những ai không nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Theo người đưa tin, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường. Còn đối với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mắc cảm giác thèm ăn trong bữa chính, khiến trẻ chán ăn, gây nên suy dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ăn. Đối với những người muốn ăn bánh mà không lo béo phì thì nên ăn bánh trung thu chừng mực hoặc cắt bớt cơm đi. Chính bởi lý do này, bạn nên có kế hoạch ăn bánh trung thu điều độ và khoa học để tránh béo phì và gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng lưu ý, vì bánh trung thu chứa quá nhiều đường và chất béo nên sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên đi bộ. Đi bộ sẽ giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, bạn nên ăn bánh trung thu cùng với trà xanh. Điều này sẽ giúp việc tiêu hóa, phân giải chất béo tốt hơn do chứa axit acetic. Đối với những người hấp thu tốt, khi thưởng thức bánh trung thu, bạn có thể giảm ăn cơm. Hay khi ăn bánh, bạn phải kết hợp vận động nhiều. Điều này giúp hỗ trợ cho quá trình bài tiết và có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, khi chọn lựa bánh trung thu cho gia đình, như chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tên các cơ sở sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thành phần bánh, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng.
người tiêu dùng cũng nên lựa chọn bánh không bị dập nát, bao bì không bị rách, không có màu sắc khác thường hay có mùi lạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.